Trước tiên thì cảm ơn anh Việt với lại công ty CSI đã tạo điều kiện cho bên CJ có dịp tham quan và giao lưu với lại các bạn. Thì đầu tiên tên anh tự giới thiệu, tôi tên là Quốc, tên đầy đủ là Lê Bảo Quốc. Thì tại vì lúc mình làm YouTube thì mình thấy mọi người có cái nghệ danh gì đó nên là mình cũng suy nghĩ. Khi mình nghĩ là mình cũng không biết đặt làm sao, nhưng mình thấy thường mình hay viết là viết tắt, mình ký tên của mình là chữ L, chữ B, Hàn Quốc. Ra mình đọc tên tiếng Anh mình thấy là A là L, B là B, L B Quốc. Thành ra là từ đó mình đặt cái giống như là cái kênh của mình là L B Quốc. Và cũng trong quá trình làm việc thì đặc biệt nhất là trong cái giai đoạn Covid thì mình thấy được là cái công nghệ bán hàng mà face to face nó gặp rất là nhiều khó khăn. Đặc biệt là trong cái giai đoạn 2 năm trước đây là những cái bạn đã biết là bên ngành chăn nuôi đó dịch bệnh nó là liên quan tới cái dịch tả heo châu Phi, với lại hiện tại gần đây là nhiều người nói là liên quan tới cái bệnh heo tai xanh. Thì biosecurity là an toàn sinh học đặt ra rất là cấp thiết, cũng như là gần đây là Covid thì hầu như là như nãy chỗ Vũ có nói là các nhà máy thì người ta rất là ngại đến tham dự hội thảo. Lý do tại sao? Vì nếu có một cái chuyện gì đó xảy ra đối với lại một cái dịch bệnh Covid thì nó ảnh hưởng hết toàn bộ việc kinh doanh. Thế thì câu hỏi đặt ra làm thế nào chúng ta gặp được khách hàng mà chúng ta không cần phải gặp mặt? Thì đó là câu hỏi đặt ra với cái tình hình thách thức hiện tại là trong vòng 1 đến 2 năm nữa là mình chưa biết câu chuyện nó đi về đâu, nhưng mà không biết rằng ở đây là có bao nhiêu người làm theo. Hơn 9 người là làm sale trực tiếp. Như vậy thì là có bao nhiêu người không tham gia vào công việc sale? Tên của số 1 lại cũng có sao không liên quan một chút. Như vậy là hầu như tất cả chúng ta đều là tham gia vào các hoạt động kinh doanh và bán hàng. Như vậy thì câu hỏi đặt ra là những kinh doanh và bán hàng thì chúng ta phải làm gì nếu chúng ta không gặp được khách hàng? Nếu không gặp được khách hàng thì sản phẩm mới chúng ta đâu có thể nào giới thiệu được cho khách hàng. Dạ, thì sẽ có nhiều hình thức, anh có thể là nếu mình có mình tác sản mình có thể gửi email giới thiệu qua các bài báo hoặc là nội dung giới thiệu. Đúng rồi, đó là một trong những cách. Còn cách nào khác không? Live stream. Khách hàng thứ hai đó là bán hàng qua video. Còn cách nào khác nữa? Gọi điện thoại. Như vậy nãy giờ chúng ta có 3 cách bán hàng rồi. Bán hàng qua email marketing, gọi điện thoại, rồi livestream là bán hàng qua video marketing. Còn cách nào nữa? Chúng ta có thể sử dụng qua website của công ty. Chúng ta có thể sử dụng qua cái network, ví dụ như là key influencer, như Vũ có nói là mỗi lần khi mà mình tổ chức hội thảo thường mình mời thầy cô hay là những người mà có tiếng nói quan trọng trên cái lĩnh vực này. Hay chúng ta có thể ở trên internet thì ta gọi là KOL, là key opinion leader, là những người mà họ có những cái ảnh hưởng nhất định trên thị trường và người ta chia sẻ thông tin thì nhiều người ta theo dõi và người ta cập nhật. Thì đó là lý do qua đó thì mình làm kênh YouTube, mình cũng muốn bán hàng amino acid và mình không đi gặp được khách hàng và mình làm như vậy. Thì thông qua đó mình thấy được là có rất là nhiều người người ta phản hồi lại đối với mình, người ta muốn tìm hiểu thêm. Thì thông qua cái việc thay vì mình đi tìm kiếm người ta thì người ta lại đi tìm kiếm mình. Rồi qua bên Zalo, hiện tại Zalo họ đang làm được một cái rất là thú vị, đó là group chat. Hầu như mình cái điện thoại của mình có một cái group là 1.000 người, nhưng mà lúc mình mới lúc Covid hồi tháng 3 lúc đó mình ngồi chơi không biết làm gì, mình mở ra là không có người nào, rồi tự nhiên người ta ép vô, là cuối cùng là tất cả những người trong ngành này
thì trở thành khách hàng của mình mà mình cũng không biết người ta là ai. Thì cuối cùng là mình gom được lại rất là nhiều cái khách hàng mà mình tưởng chừng như rằng là mình không cần phải đi tìm kiếm khách hàng. Thì điều đó nó đặt ra cho mình là bây giờ cái mô hình bán hàng trước đây so với lại mô hình bây giờ, mô hình trước đây đã hiệu quả và hiệu quả mang lại những cái kết quả cho mình. Vậy thì bây giờ với tình hình mới, với lại điểm này mới, mô hình cũ nó còn có hiệu quả hay không? Nên chăng chúng ta vẫn sử dụng những gì cái cũ của chúng ta đem qua tình hình mới? Và cuối cùng là hầu như chúng ta nhìn thấy được là doanh số chúng ta rớt, chúng ta không hẹn gặp được khách hàng. Khách hàng của chúng ta thay đổi. Đâu ai có một khả năng nào giữ khách hàng suốt đời không? Khách hàng mất đi phải tìm khách hàng mới. Nhưng mà nếu tìm khách hàng mới mà chúng ta không có tiếp cận được cái nguồn gọi là nguồn khách hàng tiềm năng mới thì chúng ta cũng đâu có tìm nữa. Như vậy chúng ta phải có một cái cách tiếp cận mới. Và ở đây có ai có niềm tin rằng là mình sinh ra là biết bán hàng? Sinh ra là đất có hay không? Có ai có một cái niềm tin rằng là khi mình sinh ra là mình không biết bán hàng không? Anh đi để kể cho nghe một câu chuyện. Thì mình xin chia sẻ cái câu chuyện là chắc các bạn biết là một đứa trẻ khi mà ra đời thì phải do người mẹ mang thai. Và sau 9 tháng 10 ngày thì họ mới sinh con. Như vậy thì ai đã từng trải qua nếu mà lập gia đình rồi có con mang thai, hay là ai đã từng có anh chị em rồi cô dì chú bác mà mang thai, mình thấy được từ tháng thứ 7 trở đi cái đứa bé đó nó đặt cái chân lên cái thành bụng của người phụ nữ. Như vậy thì tự nhiên nó thu hút được sự chú ý của người mẹ, nó thu hút được sự chú ý của người cha, nó thu hút được chú ý của những người thân, và người ta mới bắt đầu trông đợi con bé này nó sao nó không đạp đâu quá, áp lỗ tai vô nghe. Như vậy thì đầu tiên là gì? Đó là hình thức bán hàng từ trong bụng mẹ, bán sự chú ý. Khi mà mọi người chú ý, người ta mới hình dung ra được là có một cái đứa bé nhỏ trong bụng nó đang di chuyển, thì lúc đó nó mới thu hút được sự yêu thương. Khi người ta yêu thương, người ta chăm sóc, từ lúc đó mà có bầu hả, con lớn không, mua sữa. Đó là một hình thức chuyển giao giá trị từ người thân cho người mẹ, hay là người cha. Ví dụ người cha mà trước khi mà hai vợ chồng lúc cưới nhau vui vẻ lắm, ở thời gian chén đi nhậu suốt ngày, nghe vợ có bầu cái là bắt đầu thấy đứa nhỏ đặt chạy về lại coi canh, đưa lỗ tai vô bụng coi nó có đảo không. Thì đó là sao? Nó làm thay đổi đi thói quen của người cha. Nó đang bắt đầu bán hàng, nó bán cái sự chú ý, nó bán cái tình yêu thương. Rồi dần sau 9 tháng 10 ngày đẻ ra thì đứa bé đầu tiên là khóc. Tiếng khóc của đứa bé vô cùng quan trọng. Tiếng khóc đầu tiên của đứa bé đó là để nó thở. Một đứa bé đẻ ra không khóc, ta dỗ nắm là ta dỗ đít. Cha đạo khóc để chi cho thở, là cái ngày nó đánh dấu cái thời gian nó sinh ra trên cuộc đời này. Nó cái tiếng khóc đầu tiên là một cái dấu hiệu báo rằng là đứa bé này nó sinh ra trên cuộc đời này. Nhưng mà khi mà tiếng khóc nó vang lên được thì thu hút được sự chú ý của những người xung quanh, những người thân vui mừng, và bà con dòng họ sẽ phải dành thời gian lặng lẽ đi đến cái nhà bảo sanh để thăm đứa bé đó, cho bà mừng nó đang bán một cái sự yêu thương, nó đang bán một sự chú ý. Và khi đứa bé trẻ dần lớn lên thì sao? Hàng ngày nó cười, nó sẽ cười, nó cười lại để tạo niềm vui. Ở đây mình đi bán hàng mình có phải tạo niềm vui cho khách hàng không? Đi mua vui cho khách hàng. Cáo hoàng. Mua vui lắm.
mình phải làm một cái điều gì đó để cho khách hàng người ta cảm thấy ô gặp này vui vẻ, cảm thấy thoải mái. Ví dụ là hai người, một người nhìn mặt bảo bỏ hẹn này mệt mỏi quá, nhìn mặt nhẹ chán khỏi đi nhậu lên, nhưng mà gọi nhận được một cú điện thoại của một cái người kia, ồ này nói chuyện vui, có chuyên ca hay hát giỏi, đi chờ chú bạn bè theo đi. Như vậy tiếng cười, lời nói của đứa trẻ, nó đang bán hàng, nó bán sự chú ý, nó bán tình thương. Lớn lên làm gì? Khi nó bắt đầu nó đi ra đời, nó cũng vẫn phải làm sao duy trì cái mối quan hệ với là cha mẹ, ông bà, là sao mình bán hàng là mình cũng phải chăm sóc khách hàng, chăm sóc khách hàng. Rồi khi mình muốn mua quà bánh thì mình phải hỏi sao, xin tiền, xin tiền để chi, để cha mẹ cho tiền mua bánh. Đó gọi là asking for closing, là kêu chốt đơn hàng để có tiền để mà mua được quà, mua bánh. Như vậy thì chúng ta đang ở trong một cái hành trình từ khi chúng ta sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Hầu như bản thân trong con người của chúng ta đang bán một cái gì đó mà nó mang lại lợi ích cho chúng ta và lợi ích của người chúng ta đang giao tiếp. Như vậy thì quá trình bán hàng cũng là một quá trình như vậy. Thì câu hỏi sau khi tôi kể câu chuyện này ra gì bây giờ? Ở đây có ai mà không được sinh ra trên đời không? Ở đây có ai mà không bao giờ xin tiền cha mẹ mình? Ở đây có ai không bao giờ cười? Hầu như tất cả các hoạt động từ lúc chúng ta sinh ra cho tới bây giờ, như cả mình đang nói vậy, mình cũng đang bán. Mình chia sẻ kiến thức, mình bán kỹ năng, mình bán thông tin mà mình đọc được, mình học được, và mình đúc kết lên trong quá trình mình đi làm. Như vậy thì hầu như tất cả những người được sinh ra trên cõi đời này đều có khả năng bán. Đó là một kết luận quan trọng. Câu hỏi thứ hai, như vậy ủa nếu bán hàng sao có người bán hàng dở và người bán hàng giỏi? Chứ không phải ai sinh ra cũng biết bán hàng. Thì sao? Người giỏi là sao? Người giỏi là người phải biết luyện tập, thực hành, dần dần nó sẽ trở thành kỹ năng. Thì ở đây nó có một cái mà trước khi mình trình bày về bán hàng thì mình có nói về cái sự học. Sự học thì nó có 4 giai đoạn. Đầu tiên là chúng ta không biết chúng ta có năng lực. Đây là cái đầu tiên mình muốn chia sẻ, mình mới kể một câu chuyện về đứa bé. Hầu như câu hỏi đầu tiên mình hỏi đây liên quan tới bán hàng. Chúng ta không biết là chúng ta có một cái năng lực bán hàng. Sau khi chúng ta nghe câu chuyện rồi, bây giờ chúng ta biết rằng có một số người có một số người nhận ra rằng là chúng ta không có năng lực. Và mục tiêu hôm nay mình muốn trình bày là sao? Để cho mọi người tìm hiểu. Cái cuối cùng là cái này là cái mà cái key focus mình muốn kết thúc cái bài này là sao? Biết có năng lực. Mục tiêu cuối cùng của mình muốn, mục tiêu cái bài thì bài hôm nay của mình là muốn cung cấp một cái thông tin rằng là chúng ta biết rằng chúng ta có năng lực bán hàng. Ngày cái số 3 là gì? Chúng ta không biết chúng ta có năng lực bán hàng.
đây là quá trình học của một người từ lúc sinh ra cho đến lúc trưởng thành. Khi mà chúng ta bước chân vào trường, chúng ta tập vẽ, tập số. Chúng ta đâu biết rằng, chúng ta đâu có biết là bản thân chúng ta có khả năng viết số, học chữ không phải. Thì đây là giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai nữa là trong quá trình làm thấy khó, có những bài bỏ, biết rằng là mình không có năng lực làm bài đó. Thì đầu hỏi mình phải, à tôi không biết thì tôi đi học. Tôi đi học thì tôi biết rằng là tôi không biết. Tôi đã không biết rằng là tôi có cái năng lực mà tôi có thể làm được. Và cuối cùng sau quá trình học này chúng ta sẽ biết rằng chúng ta có năng lực làm được. Và sau cái buổi chia sẻ này thì mình mong muốn rằng là mọi người biết rằng là mình có năng lực bán hàng một cách hiệu quả. Và làm sao đó chúng ta bán được bán hàng một cách dễ dàng. Chứ không phải là khi nghe nói tới bán hàng là có sự đau khổ. Khi nghe tới bán hàng mà chúng ta có một cái niềm tin rằng là người bán hàng là người thấp kém. Khi nghe tới bán hàng là chúng ta cảm thấy áp lực khi ship mời vô cuộc họp hỏi về doanh thu doanh số. Khi nghe tới bán hàng là chúng ta lại cảm thấy rằng là ôi sao cuộc đời chúng ta lại đi vào bán hàng. Mà chúng ta không làm việc gì khác, tại sao chúng ta không làm thu mua? Tại sao chúng ta không làm thu mua? Còn người thu mua mà có kẻ hầu người hạ, ngày nào gọi điện buồn người gọi ra, có thằng chạy ra góp rượu uống mời, ăn xong trả tiền chuyển về. Sao cuộc đời nó tay? Đó là những gì anh em mình bán hàng mình chăn trở, mình tìm kiếm. Và có những lúc chúng ta cảm thấy rằng chúng ta sẽ bỏ cuộc nếu chúng ta không nhận thức được là bán hàng. Thì hôm nay mình muốn xin trình bày với các bạn là một cái chủ đề máy để cảm xúc. Máy để cảm xúc, thành ra là nó hay chậm. mình muốn chia sẻ một cái chủ đề mà mình cảm thấy rất là hay và mình đang muốn xây dựng một cái chương trình này. Thật ra là mình có thấy một vài cuốn sách đã viết về cái này rồi mà tiếng Anh gọi là Emotional Selling. Mình muốn customize theo điều kiện Việt Nam và bán hàng theo B2B. Mình đang làm ở trên ngành B2B. Sự khác biệt B2B, B2C thật ra nếu mà mình tìm hiểu thật ra nó không khác biệt. Chỉ khác biệt đi đến một thời điểm gọi là mình gọi riêng mình, tôi của mình bán hàng những người chứ không cần B2C hay là B2B. Thì mình muốn định nghĩa đây, đây là cái định nghĩa mà mình định nghĩa. Thứ nhất là quyết định mua hàng của khách hàng chủ yếu xuất phát từ cảm xúc. Tại sao như vậy? Lấy một cái ví dụ rất là đơn giản, nếu chúng ta đi vào siêu thị, hầu như trước khi đi vào siêu thị chúng ta chẳng biết mua gì. Có người thì cũng có chuẩn bị đem ra một cái tờ giấy ghi ra hết cái list chúng ta chuẩn bị mua. Đôi khi chúng ta đẩy xe đi vô bỗng về tới nhà sao thấy nó chết đầy một chiếc xe lên chở không hết. Mà nhiều khi mua về rồi chắc là ủa không biết sao mình mua này làm gì ta, sao nhiều cái số tốt tiền nhé. Đó là những gì nó diễn ra trong tâm lý, nó diễn ra trong suy nghĩ chúng ta mà chúng ta vô tình chúng ta không biết. Như vậy thì điều gì nó dẫn đến việc mua? Thật ra chúng ta thích là mua, ai là chúng ta thích là chúng ta mua. Chúng ta nhìn thấy cái sản phẩm này nó đẹp là chúng ta mua, thấy sản phẩm này nó thơm là chúng ta mua, nghe người ta đi nghe thấy mẹ ngon lắm mua đi là chúng ta mua. Tất cả những thông tin chúng ta nhận được là điều đó từ ôi nhìn này sao không mà đẹp quá chặt ngon mua. Đi qua nghe hai bà kế bên nói gì đây mày ta mua này hẹn ngon lắm mua về em thử. Xong rồi bắt đầu đi qua tới cái gặp giống như mà nó chiên đồ đó mùi thơm quá chạy vô mua đồ mì vàng luôn. Mua một hình mua không biết là mình mua cái gì về chắc xong mua xong về ra chắc là ủa về lỡ người ta hỏi mình mua cái này sao trả lời. Mua nhiều quá bị la, có ai từng bị đó, mua nhiều quá bị la, sao mày mua gì nhiều vậy mua về bỏ. Nhất là mấy chị em phụ nữ bị chị chép cũng mua cái áo vui chạy vô mua đôi dài rồi buồn chán không biết làm gì chạy ra cái shop nào đó
mua bậy đến nơi cắt tóc vậy, chất một đầy tủ chúng ta không biết chúng ta làm gì, xong rồi ngày đẹp trời cuối năm dọn dẹp đi cho. Nó liên quan tới sao? Cảm xúc chúng ta. Như vậy thì sau khi chúng ta quyết định mua hàng rồi á, thì là khách hàng, là khách hàng là chúng ta mới là dùng cái chiếc nhà mà chúng ta chắc thiếu mua về. Xong rồi giờ sau mua này nhà có rồi, tôi quên không biết, tưởng đâu nhà thiếu mua về cho bà xài. Giải thích ra chứng minh được là cái sự việc này nó hợp lý cho cái lý do của mình. Lý do của mình. Điều đó nó quan trọng tới mức nào? Nếu mà chúng ta hiểu vấn đề này, chúng ta đi bán hàng bằng thế nào? Chúng ta đi bán chai nước này. Chai nước này 10.000, nửa đô. Ai có vô siêu thị mua chai Avian nó bán cho 20.000. Tại sao cũng cùng một chai nước như vậy mà một người mua 10.000 về bị chửi gum á, mày ra ngoài đường mua 7.000 bạn mua chi 10.000 mắc. Xong rồi vô siêu thị mua chai Avian của thằng Pháp cũng nước đó cũng nhiều đó, mua 20.000, trời nước này ông mua vô một cái ông uống là khỏe anh người, nước bị dơ lắm. Chúng ta mua gì sức khỏe, mua gì cảm giác là cũng nhiều khỏe khỏe. Như vậy thì khi chúng ta bán hàng mà ta tác động được vào cái hệ thống cảm nhận của khách hàng, của khách hàng chúng ta là thông qua hình ảnh của cô số đẹp quá, đẹp quá mua về thử. Hình ảnh, âm thanh là nghe tiếng nhạc du dương cảm thấy thoải mái mua. Và sao nữa, chúng ta tác động lên tới là âm thanh hình ảnh và cảm xúc là sao, cảm thấy sướng mùa gì thôi, nghe ta nói sướng mùa. Vậy thì khi mà chúng ta tác động lên được cái hệ thống cảm quan, con người ta nhận diện thông tin qua những giác quan, đầu tiên là mắt, tới đó là lỗ tai, thứ ba nữa là lỗ mũi, mùi, bán safari chắc là bán về vị giác với lại khứu giác. Rồi chúng ta cảm thấy vận động đi chơi giọng ông Vũ, ông Vũ trong khi vô thấy có quán karaoke nhạc sọc sình sướng mày muốn vài chai ấy sướng làm sao, đi chơi nhưng mà đi chơi cái ngại đang bán gì vậy, trả tao vài tấn mua thôi, bán một vậy thôi, nên vậy ra quyết định mua hàng. Xong rồi về hỏi ship ai sao mua vậy, tôi thấy sản phẩm này thứ nhất là công ty này mua từ Hàn Quốc, là công ty CJ thương hiệu lớn nào cũng thấy lớn nhất thế giới về mảng axit mê tông. Thứ hai là công ty này với công ty này bằng giá này, không, thứ ba là giờ anh mua hàng Trung Quốc chứ mua hàng của anh chọn ai. Rồi thứ tư là hàng Trung Quốc kim loại nặng với hàng Hàn Quốc thì là kim loại nó bình thường, ảnh hưởng sức khỏe anh có chịu trách nhiệm hay không. Thế là chúng ta tìm cái lý do chúng ta mua, nhưng mà thật sự chúng ta không biết có kiểu là nặng ngọng chuyện đó chính xác. Xong rồi mình đưa ra những lý do đó, mình nói ngược lại, ông ship lẫn hết thầu rồi, ông nói ông lỡ tao mà không quyết định cho mày, lỡ có chuyện gì tại chịu trách nhiệm. Thứ hai nữa là mình phải biết được là ông CEO mình rất là ổng là phải chịu trách nhiệm về profit. Tất cả những anh em mình đi là chỉ làm những công việc gọi là bình thường. Ông CEO cuối cùng mướn ông CEO vô làm một công ty hàng năm cho 100 triệu, mục tiêu profit là 20%, phải kiếm 120 triệu, không đạt được 20 triệu thì kiểu lên tờ biến. Như vậy thì mình phải bán hàng, bán không phải bán không phải, không phải là đi gặp khách hàng. Khách hàng có hai diện, khách hàng ở bên ngoài là những công ty đối tác của mình, và khách hàng ở một là đây. Đây, bán trong giám đốc, bán cho bà chủ phòng, tới tiền lương hay là tiền thuê xe, ví dụ như tụi anh đi bán hàng mà bút xe không, có bạn ấy nghiêm xin xe chết ngồi, phải đi bán hàng cho ta thương, ta cho mình xe, chứ phải lỡ mình hẹn khách hàng không cho sao? Làm sao hả?
hẹn khách hàng xong rồi nay có 5 người mà ba chiếc xe giờ nó không thương mình đấy, thôi anh chỉ có anh đi taxi gần lắm, nhưng mà anh Liên nó thương đấy. Ôi ông kia ông bút trước mấy ngày rồi, ông chỉ, ông bút sao ông đi taxi đi. Chúng ta đang bán hàng cho chính chúng ta rồi. Thì cái bán hàng cảm xúc này nó liên quan tới cái gì? Nó bán hàng nhưng mà thực sự nó là những cái mối quan hệ giao tiếp, nắm bắt được nhu cầu, nắm bắt được những cái thứ xung quanh.